Tiếp tục qua việc anh chị ạ. Một lô đất mặt tiền kinh doanh 5 x 20 100m sổ hồng riêng quý anh chị ơi. Hôm nay review cho toàn thể quý anh chị mình xem nha. Nằm trên mặt tiền đường Tân Long. Đây, đường Tân Long quý anh chị. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An. Chỗ này gần bên Vincom Di An quý anh chị nha. Kế bên luôn. Cách Vincom đâu đó tầm 300-400m thôi quý anh chị ơi. Nằm trên mặt tiền đường này. Đường thông hai đầu rất là đẹp. Kinh doanh buôn bán rất là ok, đường rải nhựa rất là đẹp luôn. Đất của mình đây quý anh chị này. Đất của mình đây nhá. Đất mình đây nha. Đây quý anh chị, hướng này. Hướng này nếu mà anh chị chạy thẳng một đường thôi là mình sẽ ra cái khúc mà chỗ chợ. Chợ luôn quý anh chị nha, chỗ đường Đoàn Thị Kia á. Chỗ đường Đoàn Thị Kia là có cái chợ quý anh chị. Chạy lên đây tầm 200m, đúng 200m quý anh chị, một đường thẳng thôi. Là phía trước đó là đường Đoàn Thị Kia, đường cắt ngang phía trước đường Đoàn Thị Kia. Em đi sơ sơ một khúc này cho anh chị mình xem nha. Kinh doanh buôn bán ok nha quý anh chị nha. Đó. Chạy lên đây một chút xíu anh chị nha. Đây là một chút xíu là mình sẽ gặp cái đường Đoàn Thị Kia, chỗ chợ luôn, chợ. Cái chợ nằm trên đường Đoàn Thị Kia luôn. Đó, ra đường này ra chợ Tân Long được luôn quý anh chị nha. Ra chợ Tân Long được luôn. Bất động sản của mình đây, chỗ đó. Đây, bên này quý anh chị. 5 x 20 quý anh chị ơi, 100m luôn, rất là đẹp luôn. Vuông góc và đẹp luôn quý anh chị ơi. Mặt tiền kinh doanh này quý anh chị. Người ta kinh doanh quá trời luôn. Hướng này quý anh chị, hướng ngược lại này. Hướng này mình ra Vincom Di An quý anh chị. Chạy thẳng một đường này ra Vincom Di An. Tầm 300-400m thôi. Đây. Chạy thẳng một đường này là ra Vincom quý anh chị nha. Ra Vincom đây, hướng này. Đất mình đây, giống như hồi nãy em nói, kế bên căn nhà này. Kế bên căn nhà quý chị. Hướng này mình ra Vincom anh chị nha. Đường ô tô thoải mái nha, hai ô tô tránh nhau thoải mái luôn. Đường rải nhựa đẹp nha, đường thông hai đầu anh chị nha. Không chỉ ở mà mình có thể kinh doanh buôn bán rất là ok luôn. Đấy. Thì đây là mặt tiền đường Tân Long. Chính xác là đường Tân Long, phường Tân Đông Hiệp. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An. Một mặt tiền kinh doanh buôn bán rất là ok. Đây mặt tiền đây. Quay là phải quay chi tiết vậy anh chị nha. Anh chị hãy đăng ký kênh của em Hải đi, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Em sẽ luôn luôn đi review chia sẻ tất cả các bất động sản trên thị trường đang được chào bán với mức giá tốt. Em sẽ chọn ra những bất động sản tốt nhất, mức giá tốt nhất em sẽ ghi hình cho anh chị mình xem tại khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An. Còn đây là một bất động sản nằm trên mặt tiền đường Tân Long, vừa ở vừa kinh doanh, với diện tích 5 x 20 100m và sổ hồng riêng, gần Vincom Di An và gần với chợ ngay chỗ đường Đoàn Thị Kia, gần gần đó, nằm trên mặt tiền đường Tân Long. Đó mặt tiền kinh doanh đó quý anh chị thấy không? Đất mình đây nhá. Để bây giờ em quay chính diện cái lô đất cho anh chị mình xem này. Lô này là 5 x 20 là 100m anh chị. Có 80 mét thổ cư rồi. 80 mét thổ cư là quá ok rồi, xây nhà quá ok luôn anh chị nha. Đấy. Với diện tích là 5 x 20 80 mét thổ cư. Hướng Tây Bắc, hướng Tây Bắc, anh chị nào mà Tây Tứ Trạch rất là hợp với lô này. Đó. Thì lô này hiện tại bây giờ quý anh chị, lúc trước kêu 3 tỷ 6, còn bây giờ là 3 tỷ 4, giảm 200 nha. Đó. Bây giờ chỉ có 3 tỷ tư anh chị nhá. 3 tỷ tư mà mình còn thương lượng, còn nói chuyện thêm. Thì nếu mà anh chị nào yêu thích cái lô đất nằm trên mặt tiền đường Tân Long, vừa ở vừa kinh doanh này, tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An mà gần Vincom, liên hệ ngay cho em Hải số điện thoại góc trái màn hình, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, em sẽ hỗ trợ anh chị mình. Đó. Đó. Rất là cảm ơn quý anh chị mình nhá. Cảm ơn anh chị mình nhiều. Rồi em xin chào và hẹn gặp anh chị mình trong những video mới tiếp theo.